Vâng, kính chào các bạn. Ngày hôm nay 17 tháng 7 năm 2019 thì chúng tôi đã có mặt ở đây ở ngay trước Sở Lao động của thành phố của Berlin. Và tại đây có rất nhiều những cái người Việt Nam đã lao động và họ khi đến Đức để làm việc thì họ đều phải đến đây để đăng ký và mới được hành nghề, hoặc là họ có những cái yêu cầu để Sở Lao động có thể tìm cho họ những cái công ăn việc làm phù hợp. Và đấy là cái điều mà nước Đức luôn luôn tạo điều kiện cho những công dân bất cứ ở nước nào khi đến Đức tham gia vào cái vấn đề lao động ở Đức. Ngoài ra, khi mà các bạn, những cái người mà không có điều kiện để có công ăn việc làm thì nước Đức cũng luôn luôn cung cấp cho các bạn, những người đó, cái điều kiện sinh hoạt tối thiểu, đó là trợ cấp xã hội. Họ lo cho những cái người dân, công dân của mình nhà ở, áo mặc và có những cái tiêu dùng hàng ngày tối thiểu, cũng như họ bảo hiểm, tức là đóng bảo hiểm cho những cái người đó để họ khi ốm đau thì họ có thể đi khám bác sĩ mà không phải trả tiền hoặc trả một số tiền rất nhỏ. Ngoài ra, cũng chính ở đây là nơi mà rất nhiều người Việt Nam đã xin những cái trợ cấp về nhiều những cái vấn đề xã hội khác mà nước Đức luôn luôn cung cấp cho người dân trong nước Đức cũng như dân Việt Nam. Đây phải nói rằng là một cái thể chế rất dân chủ, tự do và rất nhân quyền. Họ luôn quan tâm đến mọi mặt của đời sống con người và họ cố gắng chăm chút làm sao để cho những người công dân của mình được có cuộc sống tốt nhất và được chăm sóc về y tế cũng như giáo dục một cách hoàn thiện nhất. Đấy là nhà nước dân chủ và tự do của Cộng hòa Liên bang Đức. Nhưng ngược lại thì có những người Việt Nam sang Đức, họ lại dường như không chấp nhận những cái điều đó ở nước Đức. Đó là việc nước Đức có tự do, có đa đảng và có tự do ngôn luận, cũng như có nhiều đảng phái. Và ở đây họ thường xuyên có những tranh cãi về mọi cái vấn đề trong xã hội để phục vụ người dân. Một trong những người như vậy thì chúng tôi đã cung cấp cho các bạn trong chương trình lần trước, và hiện nay trong chương trình này tôi xin nói rõ hơn, đó là cụ thể đó là ông Hồ Ngọc Thắng. Các bạn xem đây hình ảnh của ông Hồ Ngọc Thắng. Đây, ông Hồ Ngọc Thắng là một cái người mà làm việc cho Sở Di trú và Tị nạn của Cộng hòa Liên bang Đức tại Jena, và tại đó ông Hồ Ngọc Thắng đã hơn gần 30 năm, tức là hơn 20 năm đã làm việc và luôn luôn theo cái yêu cầu của chính phủ Đức, đó là xét duyệt những đơn tị nạn hoặc là làm những công việc như vậy. Lý do là ông Hồ Ngọc Thắng vào năm 1976 đã sang Cộng hòa Dân chủ Đức, tức là thuộc Đông Đức, để học về luật. Và sau khi nước Đức thống nhất thì cái nhu cầu về những cái người để làm đơn tị nạn, xét duyệt đơn tị nạn rất lớn, mà ông Hồ Ngọc Thắng là một trong những cái người mà đã được học ở Cộng hòa Dân chủ Đức, tức là nước cộng sản cũ, và ông ta biết đọc, và chính vì vậy mà ông ta đã được nhận vào làm trong BAM, tức là cái nơi Sở Di trú và Tị nạn của chính quyền Liên bang Đức tại thành phố Jena. Và từ đó ông ta làm việc theo đúng chức trách của một cái người ăn lương của nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức. Nhưng dường như ông Hồ Ngọc Thắng không dừng lại ở đó, mà ông ta sống ở thể chế dân chủ và tự do này thì ông vẫn tiếp tục viết bài, đăng tin để ủng hộ cái thể chế độc tài cộng sản ở trong nước, tức là độc đảng ở trong nước, và đả kích cái nền tự do dân chủ tại Cộng hòa Liên bang Đức, nơi chính đang nuôi sống ông ta hàng ngày cùng gia đình ông ta, cũng như là cung cấp những cái khoản lương, thu nhập và kể cả lương hưu của ông Hồ Ngọc Thắng, cũng là cái người mà do chính phủ Đức chu cấp hàng tháng. Thế đây là hình ảnh của ông Hồ Ngọc Thắng mà các bạn nhìn rất rõ. Đây là hình ảnh ông ta đã tự chia sẻ trên mạng. Đây. Và các bạn thấy. Đấy. Và đây là ngoài ra thì ông ta Hồ Ngọc Thắng còn có những cái hoạt động rất là mạnh đối với cả sứ quán Việt Nam, đó là những cái việc mà ông ta tham gia vào các chương trình của đại sứ quán Việt Nam để đi đảo Trường Sa. Đây là hình ảnh mà một báo trong nước đã đăng tin, và ông Hồ Ngọc Thắng đội chiếc mũ cối có ngôi sao ở trên đầu. Thì đây là hình ảnh của ông ta. Đấy. Và không phải dừng ở đó, sống ở thể chế này nhưng ông Hồ Ngọc Thắng vẫn luôn luôn tự hào với quá khứ của mình, đó là khi cầm súng để trong cái cuộc chiến tranh, khi cầm súng ông ta đã có được cấp rất nhiều những cái giấy tờ quan trọng mà phía Việt Nam đã đưa cho ông ta. Đây là giấy chứng nhận dũng sĩ, giấy chứng nhận dũng sĩ. Và các bạn phải biết rằng là với cái giấy chứng nhận dũng sĩ này thì ông ta phải là một cái người rất nhiệt tình trong cái việc mà tiêu diệt, tức là giết người, tức là giết những cái người lính của Việt Nam Cộng Hòa, hoặc là kể cả những người lính, binh lính của Mỹ. Và cái giấy chứng nhận này là một cái bằng chứng rất rõ ràng
cho cái việc đó. Và ông Hồ Ngọc Thắng thì rất tự hào và cho đến nay chúng ta vẫn rất tự hào về cái việc này. Thì đây là cái thông tin mà các bạn có thể tự kiểm chứng trên các mạng truyền thông. Đấy. Và đây là giấy chứng nhận về đeo huy chương, giấy chứng nhận đeo huy chương của ông Hồ Ngọc Thắng nữa. Tức là ông ta rất nhiều những cái bằng chứng đó, ông ta tự chia sẻ và đưa ra trên mạng xã hội và luôn luôn tự hào về những cái điều này, ngay cả khi đang sống và làm việc hoặc là đang hưởng lương hưu của nước Cộng hòa Liên bang Đức là cái thể chế tự do dân chủ ở đây. Đã, đây các bạn xem. Và phải nói rằng là nếu chúng ta đặt vấn đề là cái dũng sĩ diệt Mỹ thì là như thế nào? Đấy. Thì đây là cái thông tin về dũng sĩ diệt Mỹ mà tôi cũng đã tra cứu ở đây để cho các bạn cùng xem. Đây. Và cái nội dung mà các bạn xem đây là các loại huy hiệu dũng sĩ diệt Mỹ và tiêu chuẩn đạt danh hiệu này. Ở đây trong này ghi rất rõ là tìm hiểu các loại huy hiệu dũng sĩ diệt Mỹ và tiêu chuẩn đạt danh hiệu này. Thì họ đã có cái trò chuyện với một cái tướng của Việt Nam. Và trong đây, trong này thì họ cũng đã nói rất rõ là danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ có 4 cấp được quy định trên toàn miền Nam. Tức là cái thời kỳ mà ông Hồ Ngọc Thắng, ông ta cầm súng để bắn vào miền Nam, bắn vào đồng bào của mình, bắn vào những cái người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, bắn vào những người Mỹ. Thì là cái thời kỳ đó là đang đánh nhau với Mỹ, với cả Việt Nam Cộng Hòa. Chính vì vậy mà cái tiêu chuẩn này là áp dụng cho cái thời kỳ đó. Tức là danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ có 4 cấp được quy định trên toàn miền Nam. Cấp 3 là diệt được 3 tên Mỹ hoặc làm chết hoặc bị thương 5 tên. Tức là đấy, tức là đấy là cấp 3 là cái cấp thấp nhất. Đấy. Và cấp 2 là cấp tiêu diệt được 6 tên hoặc làm chết hoặc bị thương 9 tên. Và cấp 1 là diệt được 10 tên. À. Hallo. Wir haben eine Genehmigung, dass Sie hier was drehen dürfen? Ich mag nur draußen. Nee, das ist Jobcenter-Gelände hier. Ja. Müssen Sie hier raus? Ich gehe nach draußen, ja. Ok. Và chúng tôi sẽ di chuyển ra bên ngoài để các bạn cùng xem. Dann andere Richtung. Ja. Nicht zum Jobcenter. Andere Richtung, da die Richtung. Vâng, đây là khu vực mà chúng tôi cùng các bạn cùng xem cái khu vực này. Đây là khu vực mà có nơi có những cái người Việt Nam đến đây để đăng ký. Đây các bạn cùng theo xem dõi khu vực này. Và chúng ta đứng ở đây để chúng ta biết được. Đây, đây là những cái bóng cây bóng mát, rất là mát. Vâng, các bạn cùng xem. Đây, vâng. Đây là chúng tôi đọc tiếp những cái thông tin về tiêu chuẩn đó mà các bạn cùng biết, để cùng biết. Đây là cấp 2 là diệt được 6 tên hoặc làm chết hoặc bị thương 9 tên. Còn cấp 1 là cao nhất, là diệt được 10 tên hoặc làm chết hoặc bị thương 14 tên. Và cấp ưu tú thì là diệt được 15 tên Mỹ hoặc làm chết hoặc bị thương 18 tên. Thế thì đây là cái tiêu chuẩn rất rõ ràng mà bắt các bạn và những cái người tham gia cái chương trình này thì có thể tự tra cứu trên mạng. Và ông Hồ Ngọc Thắng thì có cái tiêu chuẩn dũng sĩ, là dũng sĩ. Như vậy là dũng sĩ đây ạ. Đây dũng sĩ. Thế thì cái vấn đề là liệu ông ta ở cấp nào, dũng sĩ là cấp nào, tức là tiêu diệt được bao nhiêu người Mỹ. Đấy, tiêu diệt được bao nhiêu người Mỹ là cấp 4. Đây, cấp 4 hay là cấp 3 hoặc cấp 2 hoặc cấp 1. Hoặc là cấp ưu tú là cao nhất, là diệt được 15 tên Mỹ hoặc làm chết hoặc bị thương 18 tên. Thì đây là cái thông tin rất cụ thể. Đấy, và các bạn có thể tra khảo. Và tôi vừa di chuyển ra ngoài này bởi vì là ở bên trong kia thì như các bạn đã biết, ở Đức thì khi mà quay những cái chỗ mà quá gần cơ quan nhà nước thì mình phải có cái xin phép và đề nghị. Và tôi đứng ra đây để cho nó mọi cái nó thoải mái hơn. Đấy, để cho các bạn cùng biết cái nơi đây và cái tòa nhà bên cạnh tôi đây là cái cơ sở lao động của Cộng hòa Liên bang Đức. Đấy. Đây là các thông tin các bạn cùng xem. Vậy thì cái thông tin về việc là liệu ông Hồ Ngọc Thắng là thuộc về cấp nào thì đấy là cái điều mà chúng ta cần phải tìm hiểu tiếp, là cấp 4 hay là cấp 3 hay là cấp 2 hoặc cấp ưu tú nhất là diệt được 15 tên Mỹ hoặc làm chết hoặc bị thương. Tuy nhiên ông ta có những cái hồ sơ như vậy nhưng mà phía Đức họ vẫn tiếp tục cho phép ông ta làm việc, vẫn tiếp tục trả lương ông ta hơn 20 năm, tức là gần 30 năm. Và ông Hồ Ngọc Thắng hiện nay đang sống ở khu vực Jena, một thành phố cũng cách đây không xa, và vẫn tiếp tục là viết báo, làm báo Nhân Dân. Thì cái đấy là tự do ngôn luận của Đức. Thì các bạn cũng biết là ở Đức thì cái vấn đề tự do ngôn luận rất là rõ ràng.
để các anh có thể thể hiện cái chính kiến riêng của mình. Tức là người ta có thể viết mọi cái, nhưng mà cái điều rất là nghiêm trọng là khi một cái nhân viên làm việc cho một công sở Đức, tức là một sở di trú và tị nạn của Cộng hòa Liên bang Đức, thì họ biết rất nhiều những cái hồ sơ và rất nhiều những cái thông tin về những người Việt Nam khác đang định cư và sống ở Đức. Nhưng mà họ lại có thể trong những hồ sơ đó, mà ngay cả những cái người mà làm ở đây cũng thế thôi, thì họ có thể tra cứu được hồ sơ đó và họ biết được là tiểu sử, biết được địa chỉ, biết được vợ con và biết được nhiều cái vấn đề khác nhau ở trong cái hồ sơ đó. Và cái điều đặt ra là rất nguy hiểm ở chỗ là với hồ sơ đó, liệu ông Hồ Ngọc Thắng có đưa những hồ sơ đấy cho bên mật vụ Việt Nam, an ninh Việt Nam hay không, thì đấy là cái điều mà rất nguy hiểm. Bởi vì là khi mà hồ sơ đấy bị tiết lộ thì cái an toàn của những cái người Việt Nam ở Đức và ở châu Âu thì sẽ gặp phải cái vấn đề rất là nguy hiểm, là có thể có những cái theo dõi, có thể có những hạn chế và có thể có những cái vấn đề khác nữa mà những người Việt Nam sống ở Đức và châu Âu phải đối mặt khi mà những nhân viên làm việc trong chính những công sở như thế này mà họ lại vào được hồ sơ của những người Việt Nam để họ theo dõi, họ xem xét, thì đấy là cái điều mà nguy hiểm, rất nguy hiểm. Đấy. Và ông Hồ Ngọc Thắng còn tiếp tục, ông chia sẻ những cái thông tin và ông ta tự hào về cái thời gian ông ta là ông Hồ Ngọc Thắng cùng đồng đội thăm lại thành cổ Quảng Trị. Đây là cái hình ảnh của thành cổ Quảng Trị, các bạn thấy. Đấy, thành cổ Quảng Trị. Và ở đây ấy, thì là rất là nhiều những người lính khác, và trong đó có Hồ Ngọc Thắng, tức là ông ấy chứng minh rằng ông ta là một trong những người cầm súng đã bắn giết những cái người đồng bào ở miền Nam, hoặc là những cái người lính Việt Nam Cộng Hòa, hoặc là những cái người lính Mỹ, và không biết ông ta đã giết bao nhiêu người. Thì cái điều đó là nguy hiểm ở chỗ là bây giờ ông ta lại là cái người mà kiểm tra và hồ sơ của sở di trú và tị nạn Đức, thì cái việc vấn đề mà tiếp cận thông tin của những người Việt Nam, hơn 100.000 người Việt Nam ở Đức, là rất có thể bị tiết lộ thông qua đây. Thì và ông ta rất tự hào về cái việc này. Thế thì thông qua những cái thông tin vừa qua thì chúng ta cũng biết là ông Hồ Ngọc Thắng là có mối quan hệ rất chi tiết, rất gần gũi với cái lực lượng của Sứ quán Việt Nam ở Đức. Và thông qua đấy là những cái hoạt động mà ông ta, tôi cũng xin chia sẻ lại, đây là hình ảnh mà ông ta là đi Trường Sa trong cái thời gian vừa qua. Và khi đi Trường Sa thì các bạn biết rồi, nếu mà muốn đến Trường Sa thì những kiều bào ở đây phải nộp danh sách rất là khó khăn, rất là xét duyệt rất kỹ, phải những người lý lịch thật là tốt, người rất là yêu đảng, yêu sứ quán, tức là thân thiết với sứ quán lắm thì mới được đi như thế này. Bởi vì đi như thế này là một cái chuyến đi mà không phải nhiều người đi được và phải đài thọ. Và chính vì vậy mà họ phát cho mỗi người một cái mũ cối và đeo sao, thì ông này cũng đeo sao được mũ cối như những người khác. Thì đây là hình ảnh mà chứng minh rằng là ông Hồ Thắng rất thân thiết với cả sứ quán, và không những viết báo mà ông ta còn có những cái quan hệ riêng. Thì cái điều đó là không thể biết được là ông ta có quan hệ gì và nguy hiểm thế nào đối với cả cái cộng đồng Việt Nam ở Đức và châu Âu. Thì hiện nay thì bên công an cảnh sát Đức thì họ vẫn tiếp tục điều tra về cái vụ việc. Sau vụ việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh thì ông Hồ Ngọc Thắng đã bị cho nghỉ việc, vì họ nghi ngờ rằng là có thể có những cái thông tin nào đó đã bị tiết lộ từ trong sở tị nạn và di trú của Đức đưa ra để cho mật vụ Việt Nam biết cái chỗ ở của ông Trịnh Xuân Thanh, là một cái người mà đang xin tị nạn ở Đức, nhưng mà cuối cùng là đã bị mật vụ Việt Nam mà bắt cóc trong thời gian là vào ngày 23 tháng 7 2017. Và sau cái điều đó đã xảy ra cái khủng hoảng ngoại giao giữa Việt Nam và Đức, cũng như là những cái người Việt Nam khác là những cái người tiếp tay cho cái vụ việc này, vẫn hiện nay họ vẫn sống ở Đức, họ vẫn sống ở châu Âu, nhưng mà chắc chắn rằng họ sẽ luôn luôn nằm dưới sự giám sát của cảnh sát Đức cho những cái việc mà họ cần phải điều tra và làm sáng tỏ. Mặc dù vậy thì phía Đức vẫn vì vấn đề tự do ngôn luận và vấn đề tự nhân quyền, cho nên là họ chưa thể có đầy đủ bằng chứng để họ có thể đưa ra truy tố những cái người như vậy, cho nên họ vẫn có thể là hưởng trợ cấp xã hội, tức là được những cái chính quyền ở Đức ở đây thông qua những cái nơi như là sở lao động ở đây cấp tiền trợ cấp xã hội cho để ăn, cấp tiền nhà để ở, chữa bệnh không mất tiền và nhiều cái việc khác nữa, thì những cái người đó vẫn được hưởng, nhưng mà họ lại tiếp tay và làm việc cho Sứ quán Việt Nam, làm việc cung cấp thông tin, có thể họ sẽ cung cấp thông tin cho mật vụ Việt Nam tại Hà Nội và theo dõi những người đồng hương của mình. Thì điều đó sẽ có thể chỉ là làm sáng tỏ sau này khi mà những cái hồ sơ đó được giải mật, khi mà Việt Nam trở nên tự do và dân chủ và đa đảng như ở Đức đây, thì chắc chắn là giống như hồ sơ của mật vụ Đức trước đây, thời Đông Đức, Cộng hòa Dân chủ Đức thì cũng được giải mật, và ở trong những hồ sơ đó chúng ta đã phát hiện ra
người Đức đã phát hiện ra rất nhiều những cái người bạn thân thiết, rồi những cái người quan hệ họ hàng đã theo dõi những cái người mà bất đồng chính kiến với cả chính quyền lúc đó. Và cái điều này thì cũng tương tự như vậy đối với Việt Nam, bởi vì là cái thể chế Việt Nam vẫn là cái thể chế của Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo, độc tài, và họ luôn luôn đàn áp những cái chính kiến khác với Đảng, và họ không muốn rằng người dân có tiếng nói độc lập và tự do. Vâng, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi phần đầu tiên của Thời báo .de ngày hôm nay 17 tháng 7 2019 về bản tin chùm dư luận viên tự hào vì đã cầm súng bắn vào đồng bào phá hoại nền tự do dân chủ tại miền Nam. Việt Nam giờ sang Đức nửa tay nhận tiền hưu của tư bản ra sao, bởi vì là ông Hồ Ngọc Thắng là hiện nay đã bị đuổi việc, đã bị chính quyền đuổi việc, và ông ta đang lĩnh lương hưu. Bởi vì, đấy thì đấy là cái điều mà chúng tôi đã cung cấp cho các bạn trong bản tin vừa qua. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Và các bạn hãy bấm theo dõi của Thời báo .de, theo dõi của YouTube và của bản thân Facebook của tôi, để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất, trung thực nhất và đầy đủ bằng chứng nhất. Và ngay sau đây thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những cái thông tin này để các bạn cùng biết, để làm bằng chứng, để các bạn cùng biết rằng là cái đánh giá về danh hiệu dũng sĩ này, dũng sĩ diệt Mỹ này, là phải giết bao nhiêu người thì mới có danh hiệu này. Thì đấy là một câu hỏi rất lớn hiện nay là ông Hồ Ngọc Thắng đang bị đặt ra, bởi vì là không biết ông ta đã có thể là giết bao nhiêu người thì mới có điều đó. Vâng, hẹn gặp lại các bạn. Chào các bạn, và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình thứ hai sau 15 phút nữa, thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát chương trình 2 để phục vụ các bạn khi về cái thông tin là chùm dư luận viên Hồ Ngọc Thắng và đồng đội đã bắt cóc và giết hại người Đức ra sao, ăn lương Đức và ám hại người Đức. Là mời các bạn xem ở chương trình 2 sau 15 phút nữa. Hẹn gặp lại các bạn.